từng hàng người lặng im tiễn thiền sư thích nhất hạnh. Từ tờ mờ sáng, hàng ngàn môn đệ làng Mai tăng đi Phật tử muôn phương đã đổ về tổ đình Từ Hiếu, phường Thủy Xuân, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế để mong được hành lễ trước nhục thể của thiền sư thích nhất hạnh lần cuối. Dòng người xếp hàng dài mãi từ trước cửa thất lắng nghe nơi thiền sư viên tịch đến tận cổng chùa Từ Hiếu. Nhiều Phật tử đến làm tâm tang với nến hoa hồng, hoa cúc trắng và cả những cuốn sách của thiền sư Thích Nhất Hạnh trên tay, họ chọn cho mình một góc ở chùa, ngồi xếp chân tư thế hoa sen rồi nhắm mắt lặng im. Cầm trên tay một đóa hoa hồng trắng, chị Phan Thị Hòa thành phố Huế nói rằng những bài giảng, những tác phẩm của sư ông Làng Mai đã giúp chị rất nhiều trong việc cân bằng cuộc sống. Sư ông viên tịch thật buồn, nhưng như những lời thầy dạy là không có gì đã qua và đã mất, nên tôi đến đây với mong muốn được nhìn thấy sư ông lần cuối và cũng không đau buồn lắm đâu. Hãy thở đi và chúng ta sẽ gặp xương mỗi ngày, chị Hòa nói. Đúng 8 giờ sáng, lễ nhập kim quan của thiền sư Thích Nhất Hạnh bắt đầu. Nhục thể của thiền sư được đưa từ mật thất lắng nghe đến thất trăng giảm trong vòng tay của chúng đệ tử. Buổi lễ diễn ra nhanh chóng trong tiếng cầu kinh Phật nhẹ nhàng, không loa đài, không vòng hoa, trường liên. Sau lễ nhập kim quan, nhà chùa bắt đầu hướng dẫn các Phật tử vào viếng thiền sư. Phật tử đã được phát một băng tang màu vàng đeo trước ngực, trên đó có nội dung đến đi thong rong. Lễ tâm tang của Thiền sư Thích Nhất Hạnh kéo dài 7 ngày, chính thức bắt đầu trong im lặng. Theo thượng tọa Thích Tử Đạo, giám tự chùa Từ Hiếu, tâm tang nghĩa là tổ chức tang lễ một cách nhẹ nhàng trang nghiêm tĩnh lặng, không có ban tổ chức không rườm rà. Nhà chùa cũng sẽ tiếp đón Phật tử ở các nơi đổ về hành lễ. Những Phật tử không thể về được có thể điện thoại chưa buồn hoặc tham gia thực tập khóa tu im lặng tại nơi mình sống, lễ tâm tang đã được các môn đệ làng Mai và những người tổ chức tang lễ truyền hình trực tiếp qua các nền tảng mạng xã hội để mọi người ở xa có thể tham dự. Trên trang web chính thức của làng Mai, các môn đệ của Thiền sư Thích Nhất Hạnh nói rằng dù hơn 7 năm qua đã dành thời gian thực tập để chuẩn bị cho một biểu hiện mới của Ngài, thế nhưng nhiều môn đệ vẫn cảm thấy hụt hẫng, thiếu nơi nương tựa. Để giúp cho chúng con vượt qua những giây phút này, chúng con đã xin phép chư Tôn Đức để tổ chức theo di huấn của sư ông chúng con một khóa tu im lặng hùng tráng trong thời gian tang lễ. Chúng con ý thức rằng một khóa tu như thế sẽ giúp chúng con yểm trợ cho nhau, nuôi dưỡng được sự bình an, vững chãi trong tâm hồn. Các môn đệ làng Mai viết. Đại diện của chùa Từ Hiếu cung cho hay, khoảnh khắc sân trước trang giảm, nơi đặt kim quan của thiền sư không đủ rộng cho mọi người cùng thực tập khóa tu im lặng. Vì vậy, nhà chùa kính xin quý vị Phật tử hoan hỷ tìm cho mình một chỗ ngồi thích hợp trong các khu vực mở rộng xung quanh chùa để cùng thực tập. Dự kiến đến ngày thứ Bảy 29 tháng 1, kim quan của Thiền sư Thích Nhất Hạnh sẽ được đưa đến công viên Vĩnh Hằng, vườn địa đàng Huế, xã Thủy Bằng, thành phố Huế để hòa táng. Xá lợi của Thiền sư Thích Nhất Hạnh sẽ được an vị tại Tổ Đình Từ Hiếu và các trung tâm khác của làng Mai khắp nơi trên thế giới mà không cần phải xây bảo tháp.